chào mọi người, em quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng. Mộc hương ta hoa vàng hàng phân khúc bình dân nhé mọi người nhé. Phân khúc bình dân tầm này các bạn mua là giá nó cực kỳ rẻ rồi. Hàng này em xả hàng giá chỉ có 2 triệu một cây. Giá cũ của nó là 2 triệu rưỡi. Khi em mới nhập về giá nó 2 triệu rưỡi đó. Bây giờ còn khoảng 20 cây em sẽ xả bán nốt giá là 2 triệu một cây thôi. Cây rất là đẹp luôn. Cao cây nó sẽ rơi vào khoảng 2m2 cho đến 2m5. Hàng này là hàng em đã dâm ủ kỹ rồi. Thực sự là bỏ 2 triệu ra để mua một cái cây này rất là xứng đáng luôn. Cây to đẹp. Vanh gốc của nó vanh 13-14 ạ. Vanh gốc vanh 13-14 là thoát thân 20 phân. Vanh 13-14 thoát thân 20 phân nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 giúp em. 0911 451 210 giúp em. Cây bán cho mọi người sẽ đảm bảo tiêu chí là cây khỏe đẹp ạ. Vận mình tưởng hải đường em ơi. Qua cơn mê đây. Cây nhà em là da rễ khỏe mạnh ổn định nhá. Cây đã da rễ khỏe mạnh ổn định. Cây này thì em bán giá rất là bình dân, chỉ có 2 triệu một cây thôi. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 giúp em. 0911 451 210. Cây nhà em đã dâm ủ kỹ nhá, hàng đã dâm ủ kỹ, da rễ trắng già khỏe mạnh. Đây ạ, cây rất là khỏe đẹp nhá mọi người nhá. Đây là cây ba chạc này, em sẽ quay từng cây một cho mọi người nhá. Đây ạ, hoa đây ạ. Bây giờ vào cái mùa này, chuẩn bị vào hè rồi mà hoa nó vẫn chi chít trên cây này mọi người này. Mộc hương này nhiều bác sẽ thắc mắc là sẽ ra hoa vào mùa nào. Thì là cứ từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm lịch. Bây giờ bắt đầu là tháng 3 rồi đấy, chuẩn bị hết tháng 3 âm lịch đến nơi rồi. Bây giờ đầu tháng 3 rồi, còn một tháng nữa, một tháng hoa nữa. Nhưng mà trên cây cũng rất là nhiều hoa này mọi người này. Tức là nó sẽ ra hoa hết từ tháng 9 đến tháng 3 nhá, đến tận tháng 3 bây giờ chuẩn bị sang mùa nắng rồi. Một cây nó vẫn trên cây nó vẫn chi chít hoa nha mọi người nhá. Chỉ duy nhất 3 tháng mùa hè khi thời tiết là quá nắng, quá nóng thì nó mới không ra được hoa, chứ còn bây giờ đến gần hè rồi nhá. Gần hè này, chớm hè rồi mà cây nó vẫn ra hoa này. Đấy, hoa rất là sai luôn mà rất là thơm. Bây giờ vẫn ra hoa tiếp này. Ra hoa, nó sẽ ra hoa liên tục 9 tháng liền. Cứ hết một nứa hoa này để kế tiếp một nứa hoa khác nhá. Cứ hết nứa này là kế tiếp nứa hoa khác ạ. Đang nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 giúp em nhá. 0911 451 210. Vanh của nó là vanh 13 14, em còn đúng 20 cây thôi, các bác nhanh tay giúp em. Tán rất là to, xum mà dày đẹp như này. Tán rất là bình dân nhá, tán thì to, xum dày đẹp. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 giúp em. 0911 451 210. Em quay từng cây một cho mọi người để mọi người chọn nhé. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương ai. Đây em quay gần cây cho mọi người xem này. Cây chuẩn bị vào hè nhá. Chuẩn bị vào hè mà trên cây nó vẫn chi chít hoa như này. Mộc hương hoa nó cực kỳ sai luôn. Và cái đẹp của mộc hương nó nằm ở cái hương thơm của mộc hương nhá. Cái đẹp của mộc hương nó nằm ở cái hương thơm của mộc này. Hương thơm của mộc rất là thơm. Thơm dịu dàng luôn đấy ạ. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em. Cây này em bán giá chỉ 2 triệu một cây nhá, 2 triệu một cây thôi. Em còn tổng cộng là 20 cây. Bác nào mua hàng thì nhanh tay giúp em nhá, chỉ còn 20 cây thôi. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em. 0911 451 210 ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tầng 8. Em xin phép tắt like nhá.